Vâng, thưa quý vị, người ta vẫn nói rằng âm nhạc của Trịnh Công Sơn là thơ, và ca từ thì thường được ông sắp xếp theo vần điệu của thi ca, và khi đặt vào khuôn nhạc thì chúng trở thành một tác phẩm ngôn từ cân xứng và toàn vẹn, và chúng ta gọi đó là thơ nhạc chẳng hạn. Chắc quý vị cũng đã biết những câu thơ như thế này: Nhật nguyệt trên cao, ta ngồi dưới thấp, một dòng trong veo, sao lòng còn đục. Bầy vạc bay qua, kêu mòn tịch lặng, đường đời không xa, sao chồn gối chân. Và thưa quý vị, đó chính là những ca từ trong ca khúc Cũng Sẽ Chìm Trôi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ca khúc này sẽ đến với chúng ta qua một hình thức rất khác biệt và đặc biệt, thưa quý vị. Bình thường chúng ta nói đến ca khúc là sẽ thông qua lời ca tiếng hát, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay, tác phẩm này đến với chúng ta qua một loại hình nghệ thuật khác, và đó chính là phần biểu diễn của nhóm The Lyricists với phần biên đạo của Alex Tú trên nền hòa âm của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Mời quý vị cùng thưởng thức.